Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã hoạt động đúng theo điều lệ Hiệp hội, tuân thủ pháp luật nhà nước, đặt mục đích phát triển ngành phân bón và quyền lợi của doanh nghiệp, của hội viên lên trên. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tham gia tích cực, đóng góp vào việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, từ luật đến chiến lược, nghị định, quy chuẩn kỹ thuật, thông tư liên quan đến lĩnh vực phân bón. Hiệp hội còn tham gia tích cực vào việc phát triển ngành thông qua các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức, phối hợp tổ chức, các hoạt động nhằm hướng đến phát triển bền vững ngành phân bón và nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại đại hội, các thành viên Hiệp hội đã bầu ra ban thường vụ gồm 28 thành viên, tiến sĩ Phùng Hà, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Chí Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội và 7 Phó Chủ tịch Hiệp hội. Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ tăng cường mối liên hệ, hợp tác trực tiếp với các địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước, các viện nghiên cứu và trường học, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình diễn biến về hoạt động sản xuất, thị trường kinh doanh phân bón trong và ngoài nước để cung cấp thường xuyên và kịp thời cho các hội viên nhằm xây dựng Hiệp hội Phân bón Việt Nam ngày càng phát triển, là cầu nối hiệu quả giữa các thành viên Hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón.